Như chúng ta đã biết thì trong cơ thể của chúng ta, có rất nhiều các loại tế bào khác nhau, là có đến là 10.000 loại tế bào, trong đó có tế bào thần kinh, tế bào nói chung là nó tập hợp rất nhiều tế bào. Và như vậy thì các tế bào này bên ngoài của nó có màng tế bào. Vậy thì màng tế bào nó đóng vai trò như thế nào? Ngoài màng tế bào ra còn nhiều các khác như là tinh thể, lục lạc, vân vân, ribosome, vân vân. Nhưng mà những cái đó chúng ta sẽ qua xét sau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về màng tế bào, cách vận chuyển các chất qua màng tế bào. Cái màng tế bào thì chức năng của nó là mục đích là nó để ngăn cản, nó để bảo vệ các tế bào chất ở bên trong, nó cấu hình những tế bào, đồng thời nó có nhiều cái chức năng khác. Và để mà các chất có thể khuếch tán qua màng tế bào thì nó khuếch tán như thế nào, cơ chế như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu. Màng tế bào nó là màng tương, màng nhân và màng bào quang, có ba loại này như thế. Màng tương thì cấu trúc của chức năng hoạt động, sự trao đổi thông tin những các tế bào, số bệnh lý liên quan đến màng tương tế bào thì sẽ được tìm hiểu ở phần sau. Một điều đây, cái màng tương tức là màng tế bào, màng bào tương, chúng ta cùng tìm hiểu các chức năng là lên cấu trúc chức năng. Cấu trúc nó bao gồm lipid, lipid đâu các lớp lipid, phospholipid ở bên ngoài đấy. Lipid thì nó gồm phospholipid chiếm 70% và testosterone thì chiếm 20%. Tiếp đến là protein. Protein thì gồm có hai loại: protein xuyên màng và protein ngoại vi. Đây, protein ngoại vi đây và protein xuyên màng. Nó xuyên luôn cả hai màng. Trong đó cái đầu thì dây đen đen, là cái đầu thì chỉ nước, còn cái này chính là đầu đầu với nước. Glucid bao gồm là glycoprotein. Glycoprotein là chất nào? Chỗ nào đâu? Glycoprotein đây. Và proteoglycan. Proteoglycan. Như vậy, cấu trúc của một màng bào tương nó như thế. Tiếp đến là thành phần lipid. Chúng ta tìm hiểu cụ thể về thành phần lipid. Cấu hình của nó là bao gồm là phosphor, phosphor lipid. Nó bao gồm có cái lớp phosphor lipid kép đây. Đấy, nó gồm hai cái lớp lipid kép. Và mục đích của đây. Phospholipid, phospholipid nó dùng để vận chuyển các chất, cholesterol thì cấu hình nó là este, cholesterol đây, khu vực này, đấy nó gồm các este, gồm các este. Chức năng chính là nó có tính thọng, nó có tính lỏng. Thành phần protein thì nó bao gồm là protein siêu màng và protein ngoại vi. Protein siêu màng thì nó là cái này, protein siêu màng. Các cái màu xanh 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 này nó vào đấy, protein siêu màng nó muốn vào là vào. Nên cái protein thì nó sẽ vận chuyển đấy, nó gồm protein vận chuyển kênh, mang enzyme hoặc là không mang enzyme, protein kháng nguyên và protein nhận diện. Protein ngoại vi thì nó gồm cấu hình của nó, chức năng là nó gồm enzyme và khung,
corrupt. Thành phần glucid cấu hình nó là glycol kali kali thì nó gồm glycol lipid, glycol lipid và glycol protein. Chức năng của nó là dùng để nó đầy chất và kết dính hoặc là miễn dịch. Hoạt động chức năng nó gồm là màng bào tương nó có hoạt động chức năng gì? Nó phân cắt, nó vận chuyển các chất, nó kết dính, nó tương tác. Phân cắt tế bào dùng là tổ chức độc lập tương đối đơn vị cấu trúc chức năng gồm các bào quang, dịch nội và bào vận chuyển các chất. Để vận chuyển các chất phân tử cấu tạo thì nó vận chuyển qua lớp lipid kép hoặc là nó vận chuyển qua protein siêu màng, vận chuyển vào một đoạn màng thì nó là hiện tượng xuất bào, hiện tượng nhập bào. Mình sẽ cái phần sau sẽ tìm hiểu về cái hiện tượng xuất bào và nhập bào này. Đấy, vận chuyển các chất qua màng tế bào thì nó thông qua lớp lipid kép. Đâu, lớp lipid kép là đúng nào? Đây nó thông qua cái lớp lipid kép gồm hai loại. Nó qua protein siêu màng vận chuyển xuất nhập bào thì tìm hiểu phần sau. Vận chuyển qua các chất phân tử cấu tạo thì vận chuyển qua lớp lipid kép, vận chuyển qua protein siêu màng. Mà vận chuyển qua protein siêu màng thì nó phân ba loại nữa, protein cân, protein không mang enzyme và protein có tính enzyme. Vận chuyển qua lớp lipid kép hình thức là khuếch tán đơn giản. Khuếch tán là gì? Đấy, chúng ta tìm hiểu về cái hiện tượng khuếch tán. Khuếch tán là hiện tượng mà các ion hoặc là các phân tử nước nó nhầm các ion thôi. Đấy, nó di chuyển từ nơi các ion hoặc các phân tử di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao. Riêng các phân tử nước thì nó là ngược lại, nó di chuyển từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp. Chất vận chuyển là chất tan trong lipid và nước, tính chất là không cho ion đi qua. Lớp lipid kép này nó không cho cái ion đi qua. Và tốc độ là nó được xác định bởi cái độ hòa tan của nó. Vận chuyển qua protein siêu màng gồm các loại là qua protein kênh, qua protein không mang enzyme, qua protein mang enzyme phối hợp cùng với protein mang không mang enzyme. Protein kênh hình thức của nó là khuếch tán đơn giản, chất vận chuyển ion hoặc là nước, tính chất thì nó chọn lọc đường kính hoặc là hình dạng điện tích, tính đóng mở gồm điện thế và ly gan, tốc độ nó được xác định bằng số lượng kênh, ví dụ là kênh natri cộng, kênh K cộng, kênh kênh CA cộng. Protein không enzyme đấy thì hình thức của nó là khuếch tán tăng cường, chất vận chuyển và chất hữu cơ, tính chất thì nó sẽ thay đổi cấu hình, tốc độ thì nó sẽ là số lượng protein mang vận chuyển, ví dụ như là hấp thu glucose chẳng hạn, hoặc là vai trò insulin. Khuếch tán đơn giản nó gồm có hai loại khuếch tán đơn giản là qua lớp lipid kép và qua lớp kênh protein. Hình thức thứ nhất là hình thức trực tiếp qua khe, hình thức thứ hai là hình thức trực tiếp qua kênh. Chất khuếch tán gia tốc thì nó thông qua các chất mà nó mang protein qua. Chất khuếch tán thì bao gồm là lipid trực tiếp đấy, nó mà vận chuyển trực tiếp qua khe thì nó bao gồm lipid, khí, vitamin tan trong dầu và tan trong nước. Đấy, vận chuyển trực tiếp qua kênh thì nó là cái ion mà nước. Còn mà các chất mang protein GC thì nó gồm các chất dinh dưỡng. Đặc điểm qua lớp lipid kép thì đặc điểm của nó các lipid, các khí của protein mang dầu nước này nó có tính tan trong lipid. Đấy. Và nó động năng của nước là khá lớn. Còn nếu mà nó qua kênh protein nghĩa là
các ion và nước ấy, thì cái đường kính và hình dạng và điện tích của nó, nó phụ thuộc vào đường kính hình dạng và điện tích của nó. Vị trí và sự đóng mở của cộng kênh cũng rất là quan trọng. Khuếch tán qua gia tốc, khuếch tán được gắn gắn lên điểm của nó thay đổi cấu hình và chuyển động cũng nhiều. Sự khác nhau đó là khuếch tán đơn giản thì tốc độ nó không có giá trị, nó không có giá trị giới hạn. Thì khuếch tán đơn giản thì nó, tại sao nó không có giá trị giới hạn? Bởi vì nó chẳng liên quan gì đến giá trị cả. Nó chỉ là nó chỉ di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao. Nghĩa là cái nơi mà có nồng độ thấp thì nó sẽ có mật độ ion thấp, mật độ ion ít. Nơi có nồng độ cao thì nó sẽ có mật độ ion cao, nồng độ ion rất là lớn. Khuếch tán được gia tốc thì nó có tốc độ, nó có giá trị. Protein mang enzyme. Protein mang enzyme thì nó gồm là các hình thức của nó là chủ động sơ cấp. Nó vận chuyển ion, tính chất là nó thay đổi cấu hình nhờ cái ATP, cái năng lượng này. Tốc độ hoạt động protein mang, ví dụ là bơm natri cộng và kali cộng, ATP bơm CA cộng cộng. Đấy, thì nó qua hai cái loại này. Hình thức thì nó qua hình thức là sơ cấp đấy. Tính chất mà nó thay đổi nhờ vào cái ATP này. Nó sang lại hình. Đấy. NA cộng nó cho vào, sau đó nó thải ra NA cộng. Tất cả các quá trình này sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau, phần tiếp theo là phối hợp protein mang enzyme và không enzyme. Hình thức của nó là chuyển động chủ động thứ cấp và chất vận chuyển hữu cơ. Tính enzyme và không enzyme, tốc độ hoạt động protein mang, ví dụ như đồng chuyển đồng vận chuyển thuận với NA cộng với glucose và đồng vận chuyển nghịch NA cộng và K cộng. Hấp thu glucose ở ruột. Đây chúng ta quan sát thấy hai N ion NA cộng sẽ được vào, glucose cũng vào tiếp, NA cộng sẽ tiếp tục. Và thông qua các binder này, hai ion K cộng được cho vào tiếp. Tiếp theo nó sẽ thải ra 3 NA cộng. Đây. Và năng lượng ATP được giải phóng, glucose nữa. Thì bài tiết ở ống thận. Ở ống thận thì nó bao gồm là máu nó sẽ tế bào biểu mô ấy là sẽ cho ra thải ra ion NA cộng, K cộng sẽ được từ máu nó sẽ chuyển qua tế bào biểu mô, thông qua đó nó còn cung cấp ATP nữa. Đấy, còn các ion H cộng CO2 được thải ra. Như vậy thì chúng ta tổng kết lại một điều gì? Nếu mà sơ cấp thì đặc điểm nó là ATP trực tiếp, năng lượng ATP trực tiếp. Các chất vận chuyển đó là các ion, ví dụ như là bơm NA cộng, kênh NA cộng, K cộng, ATP. Các bơm khác, ví dụ là bơm K cộng, CA cộng cộng, bơm hydro cộng. Thứ cấp thì là đồng vận chuyển thuận hoặc là đồng vận chuyển nghịch. ATP gián tiếp cùng hướng. Đấy, thì nó nếu mà đồng vận chuyển thuận thì ATP gián tiếp cùng hướng. Nếu mà đồng vận chuyển nghịch thì ATP gián tiếp còn ngược hướng. Chất hữu thứ cấp thì nó gồm các chất hữu cơ dinh dưỡng ion. Và nếu mà đồng vận chuyển thuận thì chất tham gia là NA cộng hoặc glucose. NA cộng, K cộng và hai ion CL trừ
đồng bằng chuyển nghiệp thì bao gồm A cộng, CA cộng cộng, NA cộng và A cộng. Vận chuyển bằng một đoạn màng thì nó gồm hiện tượng nhập vào, thực vào và ẩm vào và hiện tượng xuất vào. Vậy thì hiện tượng nhập vào như thế nào? Thực vào bản chất nó là một số tế bào nuốt vi khuẩn mô và bụi. Cách thức là nó sẽ co rút ATP. Ẩm vào là bản chất nó là tất cả các tế bào nuốt dịch, chất tan. Cách thức là nó sẽ cũng co rút ATP. Đây, quá trình nó như sau. Quan sát quá trình. Từ nhé. Đây, quan sát lại. Đây, đầu tiên nó lõm một phần. Sau đó, ví dụ như có chất ở đây, nó lõm một phần và nó sẽ kéo các phân tử vào. Đấy. Còn cái này thì sao? Cái này thì đây, nó lõm một phần và đưa vào. Còn cái này thì ban đầu thì chất nó ở bên ngoài, nó sẽ bao lại và nó tạo thành một cái màng bao bọc. Sau khi màng bao bọc thì nó vào nó sẽ kết hợp với lysosome và nó tạo thành một chất hoàn chỉnh, đó là phagosome. Còn hình tượng xuất vào thì như thế nào? Bản chất nó là bài tiết tổng hợp, bài tiết các hormone, chất truyền đạt, bài xuất chất cặn bã. Cách thức thì nó sẽ đóng gói di chuyển hòa màng. Đây, ban đầu là chất vào, nó sẽ đóng gói và nó sẽ lõm một phần và nó sẽ thải ra. Đấy, cái này cũng tương tự, Rosame, banen thì nó sẽ ban đầu thì nó ngược với quá trình mà nhập vào, nó là quá trình ngược với quá trình nhập vào. Bài tiết tổng hợp bao gồm hormone và các chất bài tiết cặn bã. Đây, chúng ta thấy đây, quan sát bài tiết tổng hợp hormone bộ máy Golgi cũng có tham gia này, rồi lipid cũng có tham gia này, protein cũng xuyên màng, protein cũng có tham gia này. Các chất cặn bã, đây các chất được vào, đây nhập vào và xuất vào, đây là hai quá trình ngược nhau. Ban đầu nó lõm và nó đưa vào, còn quá trình kia là các chất nó được tổng hợp lại và nó xuyên qua màng tế bào và thải ra. Đây, kiểu kết dính tế bào thực hiện là ly kali, và có hai kiểu là kiểu kết dính tế bào với tế bào và kết dính tế bào với mặt bề mặt. Nếu mà kết dính tế bào ở bề mặt thì đại phân tử glycogen, fibrinogen, heparin, ý nghĩa hình thái là trao đổi thông tin được hóa và phát triển. Các nguồn kết dính thì kết dính enzyme với cơ chất, kết dính kiểu protome bổ sung, kết dính firon nectin. Đây, kết dính kiểu enzyme cơ chất thì kiểu kết dính của glycoprotein thì nó bao gồm ugen enzyme và glycerin transfer thì nó liên kết đồng hóa trị. Một tế bào bình thường như này, các hydrocarbon sẽ được kết dính lại với nhau. Tế bào bình thường thì nó sẽ kết dính hai cái này lại với nhau. Riêng cái tế bào mà ung thư ấy, thì hydrocarbon nó sẽ nối với glucosi, nó nối hai cái này lại với nhau. Chúng ta thấy kết dính bởi fibronectin, bản chất nó là glycoprotein, chức năng là kết dính tế bào với tế bào. Nó sắp thẳng hàng ngang cản cái sự biến hình của tế bào, nó phân liệt tế bào hoặc là kết dính tế bào với bề mặt. Glycogen, heparin tham gia vào sự di động của tế bào. Bệnh lý là nó thiếu
pyrrolactin, tế bào chân sám và phân chia hỗn hỗn loạn. Nếu mà nó thiếu pyrrolactin thì tế bào sẽ chân sám và phân chia rất là hỗn loạn. Cái chính thì kiểu bổ mê bổ sung, các chất bổ tâm mê bổ sung cho nhau, tương tác tế bào, phản ứng giữa màng tế bào tương protein với các thành phần bên ngoài, những tế bào thực hiện chức năng, các mô hình tương tác là tương tác kiểu kháng nguyên, kháng thể, tương tác kiểu enzyme cơ chất, tương tác kiểu tín hiệu hóa học, resito, tương tác kiểu kháng nguyên, kháng thể. Các kháng nguyên trên bề mặt tế bào, kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu thì kháng nguyên máu máu, còn nếu như mà kháng nguyên đặc hiệu đơn nhầm tế bào máu và tế bào miễn dịch thì nó là cá thể. Phức hợp hòa hợp mô hình chính bạch cầu ấy, bạch cầu người HLA như trên diện kháng nguyên, các kháng thể có thể bám dính trên bề mặt tế bào, bề mặt mát ái kiềm và phóng chất, và quá trình đại thực bào, thực bào vân vân, quá trình kháng nguyên này. Đấy. Còn thật bà kháng thể nó sẽ vây lấy vi khuẩn và đại thực bào nó sẽ nuốt cái con vi khuẩn này, nó lõm vào nó nuốt cái con vi khuẩn này. Kháng nguyên bao gồm vitamin và sau khi nhập thì nó sẽ nó nhập lại với nhau này, nuốt đấy, nuốt. Tương tác kiểu enzyme cơ chất, khoảng trên 30 enzyme với phần ngắn cơ chất thường bên ngoài, ví dụ là các glycage màng bản chất của lipoprotein tham gia hoạt động hóc môn AT, ATG thì bản chất của glycoprotein tham gia vận chuyển tích cực ion sơ cấp và các chất hữu cơ thứ cấp lại với nhau. Tương tác kiểu hóa học keto thì hóc môn, đây là giữa hóc môn và keto. Về cấu trúc thì nhóm điều hòa nó để nhận biết liên kết tín hiệu, nhóm hiệu ứng thì nó gây tác động đầu tiên về bản chất của protein bao gồm các kênh enzyme, và tương tác thì có đặc hiệu mà tế bào trong hoạt động trao đổi chất giữa các tế bào, trao đổi thông tin giữa các tế bào sát nhau, liên kết hở khe và nó trao đổi thông tin giữa các tế bào xa nhau, tín hiệu hóa học, trao đổi thông tin giữa các tế bào sát nhau nó bao gồm loại tế bào, biểu mô thần kinh, cơ trơn, cơ tim, cấu trúc nó gồm 6 con nước sinh, kênh con nước sinh hoạt động là nước và phân tử nhỏ, ý nghĩa thì nó sẽ nhanh, thần kinh nó sẽ dẫn truyền xung động nhanh hơn qua synapse, cơ tim thì nó sẽ co cùng lúc, trao đổi thông tin giữa các tế bào xa nhau, các tín hiệu ngoại bào, chất truyền tin thứ nhất, receptor, các tín hiệu ngoại bào, các chất truyền tin thứ hai, đấy, các tín hiệu ngoại bào, phân loại thân tan, thì nó tan trong nước, bao gồm hormone, peptide, catecholamine, đời sống ngắn, tác dụng nhanh và ngắn, tan trong lipid, bao gồm hormone, steroid, đời sống thì dài, tác dụng chậm và dài. Phân loại được các tác động, các chất trung gian hóa học tại chỗ, hóc môn địa phương, vitamin, prostaglandin, tất cả tế bào, các chất truyền đạt qua thần kinh thì có khoảng 40 loại neuron. Hóc môn thì gồm hóc môn các tuyến nội tiết, có 3 loại hóc môn lipid, hóc môn axit amin, hóc môn peptide, hóc môn lipid. Hóc môn lipid nó như thế nào? Hóc môn lipid là hóc môn axit béo, nó dẫn truyền và nó dẫn xuất các axit béo. Hóc môn steroid nó là các dẫn xuất của steroid, nhân của synapse phenylalanine. Đấy. Hóc môn axit amin nó là dẫn xuất của các axit amin. Đây này, có nhóm HO và CH và có nhóm N nó khai đấy, đấy axit amin, tyrosin này, và T3 đến T4 các tên amin, axit amin, tryptophan thì
nó gồm có hai loại melatonin và serotonin, hetamin, axit amin glutamate, nó bao gồm GABA. Hormone peptide là các hormone mà có liên kết peptide với nhau. Đây. Các gốc peptide đây gồm hai loại, hai cái nhóm peptide được liên kết với nhau, nhóm R1 COH và nhóm NH2 CO. Đấy, bên trong này có nhóm nước, đây, nó liên kết lại, liên kết giữa hai hai này là để nó tạo thành, nó tạo thành vì nó tạo thành một cái CONH này, nó nhập cái H này vào. Đấy, nó loại ra nhầm chứ, nó loại ra một cái nước. À, thấy không? Nếu có hai chuỗi liên kết bằng cầu nối disulfur, hai cầu nối disulfur này và một số hormone thì có thêm gốc carbonhydrat tạo thành glycogen, ethomyetin, LH, quy ước một axit amin thì nó là axit amin, còn 1 đến 20 axit amin thì nó là peptide, còn 21 đến 100 axit amin thì polypeptide, lớn hơn 100 axit amin thì nó là protein, khác proto thì receptor ligand. Đây là thấy đấy, nó được đưa vào, hai chất này được đưa vào, hormone tan trong nước và hormone tan trong trong ml. Hai cơ chế tác động đó là cơ chế tác động thông qua chất truyền tin thứ hai và cơ chế tác dụng thông qua hệ thống gen của tế bào. Cơ chế tác dụng thông qua chất truyền tin thứ hai bao gồm truyền tin và tế bào nội tiết, tế bào đất này. Đấy, nó sẽ tắt qua và nó sẽ di chuyển đến tế bào đất. Sau khi vào tế bào đất thì nó sẽ qua, nó sẽ nhập vào và chất truyền tin thứ hai và chất truyền tin thứ nhất. Hormone tan trong nước nó là peptide hoặc là catecholamine. Receptor sẽ nằm trên màng thế tế bào. Receptor đây. Đấy. Đang di chuyển. Hormone nó sẽ tan trong nước. Cơ chế tác dụng trên hệ thống gen tế bào. Hormone tan trong niêm mít nó bao gồm là steroid và T3 đến T4. Receptor sẽ nằm trong tế bào tương hoặc là nhân tế bào. Đấy. Đây là cái cơ chế quá trình sao mã mà gọi là từ ADN sang ADN. Nó sẽ qua và nó tạo nên quá trình dịch mã. Dịch mã rồi nó trở thành protein và trở thành nó sẽ đáp ứng được sinh lý của chúng ta. Ligand khái niệm là tín hiệu gắn với tín hiệu vào receptor, agonist để đáp ứng sinh lý, antagonist thì nó đáp ứng sinh lý và cản trở agonist. Agonist thì nồng độ rất thấp, thẳng dư receptor, vai trò điều hòa thì số lượng receptor hiệu quả tác dụng thì số lượng gắn kết và có số lượng có thể xâm nhập vào tế bào. Agonist thì nó ứng dụng trong việc điều trị protonone hoặc là antagonist của catecholamine
kháng thể kháng H2 là antagonist của ketamin. Các tín hiệu mà vào, các tín hiệu như là AMP, CA2 cộng protein, intronucin, tryptophan và DC-glucon sẽ thay đổi nồng độ những tín hiệu mà vào. Đây, chúng ta xem lại quá trình nhé. Quá trình này sẽ được nói kỹ hơn ở phần cái phần sau, kỹ hơn ở trong những cái video sau. Còn cái này là chúng ta xem cái quá trình nó để hiểu, để biết thôi. Thế rồi mình sẽ giải thích cụ thể ở phần sau nhé. CA cộng cộng đầu tiên, ban đầu nó mở cổng, CA sẽ vào tế bào. Đấy, nó vào đến protein thì các CA cộng cộng của protein sẽ hóa khó hay nhưng mà đáp ứng sinh lý. Đáp ứng sinh lý là bao gồm đáp ứng điện, thần kinh và các chất truyền tin mổ tiếp. Các protein có ích lực với CA cộng cộng. Protein không có hoạt tính enzyme là troponin C hoặc là canonin. Protein có hoạt tính enzyme là protein kinase C. Protein không có hoạt tính enzyme bao gồm CA cộng cộng troponin C. Đấy, CA cộng cộng đây. Ban đầu thì hóc môn nó sẽ mở cổng CA cộng cộng. CA cộng cộng sẽ vào tế bào thông qua các cổng này. Và khi vào thì nó sẽ kết hợp cùng với semolodin và nó tạo thành hợp chất CA cộng cộng semolodin. Và sau đó nó biến lên hoặc có enzyme mà đáp ứng được sinh lý. Đây, quá trình này, đó. Đấy, cái đầu này. Vào hết. À. Kiểm soát nồng độ CA cộng cộng trong nội bào. Để mà kiểm soát nồng độ CA cộng cộng trong nội bào, ta phải dùng đến cái cơ chế bơm CA cộng cộng ATP bát. Bơm ra ngoài tế bào là bơm vào các chất bảo quản tinh thể mạng nội bào tương chẳng hạn. Đây, quá trình này được mô tả như sau. Phospholipid C sẽ kết hợp cùng phospholipid và nó sẽ vào khuếch tán vào bào tương và nó khuếch tán tại màng tế bào. Tại bào tương thì nó phân thành tinh thể và phân là một cái chất này. Tinh tế nó tạo thành CA cộng cộng kết hợp cùng protein tạo thành CA cộng cộng protein đáp ứng sinh lý. Bên này cũng tương tự như thế. Ở tại màng tế bào thì nó kết hợp cùng các ion dương tạo nên protein kết nước. Đấy, và nó kết hợp cùng mà tạo nên phosphor protein và nó đáp ứng sinh lý. Một số biểu hiện bệnh lý phân tử của màng bào tương, bệnh của receptor acetylcholine là bệnh nhược cơ, tức là tự kháng thể chống RC cơ vân, hoặc là bệnh Huntington, tức là bệnh Huntington, tức là bệnh này tự kháng thể chống RC ở thần kinh, và các receptor chống lồi mắt chẳng hạn, thì nó sẽ tự kháng thể giống như là kích thích RC trong hốc mắt. Bệnh receptor độc tố vi khuẩn, bệnh tả độc tố làm tăng AMP C trong tế bào niêm mạc ruột. Bệnh uốn ván thì nó là độc tố làm tăng AMP C trong tế bào thần kinh. Bệnh của receptor chuyển hóa thì nó tăng cholesterol trong máu, nó giảm LD tiểu đường thì nó sẽ giảm glyco. Bệnh dị ứng thì nó trên bề mặt của mắt. Bệnh hen thì nó mất cân bằng do RC giao cảm và phó giao cảm. Như vậy đã kết thúc một số bệnh lý phân tử màng tế bào, cấu tạo màng tế bào, cách vận chuyển của màng tế bào, kiểm soát nồng độ CA cộng cộng trong tế bào, các hoạt chất vân vân, protein các cộng, AMP là CGMPC làm như thế nào để đáp ứng được sinh lý của cơ thể. Thông qua đó thì
dựa vào cấu tạo đó, chúng ta có thể nghiên cứu được bệnh lý, nghiên cứu bệnh lý thì có thể tìm cách chữa trị. Và kết thúc cái buổi mà học về y học ở đây, kết thúc cái và nó trong y sinh thì nó sẽ góp phần khi chúng ta hiểu được cái quá trình đó, chúng ta sẽ lập trình cho nó, sao cho máy móc nó có thể giải quyết được các công đoạn. Và một phần nữa thì nó khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta có thể chế tạo máy để sản xuất dược học, và chúng ta có thể nghiên cứu về bệnh, sản xuất thuốc để chữa sao cho phù hợp, nghiên cứu về các biện pháp để mà chữa trị cho bệnh nhân. Bài học đến đây là bài học bài giảng đến đây là kết thúc.